Xin chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một buổi chiều an lành. Trong video này, kênh Hoàng Linh Vlog sẽ có những tin tức sau gửi đến mọi người. Bắt tổng giám đốc công ty bán kit test nhanh Covid-19 cho 62 tỉnh thành, thu gần 4.000 tỷ đồng. Phát hiện 14.816 người thuộc nhóm nguy cơ nhưng chưa tiêm vaccine ở thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Y tế đề nghị dừng các hoạt động tập trung đông người dịp Tết Nguyên Đán. Việt Nam ghi nhận 15.883 ca mắc Covid-19 mới. Campuchia phát hiện trường hợp thứ hai nhiễm biến thể Omicron. Trước khi đến với những thông tin chi tiết xuất hiện trong bản tin ngày hôm nay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bấm chuông để nhận được những thông tin mới nhất. Mở đầu video như thường lệ là thông tin về số liệu diễn biến dịch bệnh Covid-19. Trong ngày hôm qua, ngày 18 tháng 12, Việt Nam ghi nhận 15.883 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm trong nước từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 1.517.973 ca tại 63 tỉnh thành. Trong số các ca mắc ngày hôm qua, có 10.493 ca đang điều tra dịch tễ, 5.390 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu vực đã được phong tỏa. Cùng ngày, Bộ Y tế cũng đã công bố 1.645 người khỏi bệnh và 248 ca tử vong. Thông tin thứ hai, Campuchia phát hiện trường hợp thứ hai nhiễm biến thể Omicron. Ngày 17 tháng 12, Bộ Y tế Campuchia đã ra thông báo phát hiện trường hợp thứ hai nhiễm biến thể Omicron. Người bệnh là một nam giới 25 tuổi mới trở về từ Kenya. Theo thông báo của Bộ Y tế Campuchia, nam bệnh nhân 25 tuổi trên là người Iran, đã có kết quả dương tính với Covid-19 thuộc biến thể Omicron khi đi từ Kenya quá cảnh tại Dubai, Thái Lan, rồi trở về Campuchia vào ngày 16 tháng 12. Hiện cơ quan y tế Campuchia đã thực hiện các biện pháp y tế theo quy định đối với người này. Trước đó, ngày 14 tháng 12, Campuchia đã ghi nhận ca đầu tiên mắc biến thể Omicron. Người bệnh là một bệnh nhân nữ trở về từ Ghana. Campuchia cũng kêu gọi người dân tiêm chủng đầy đủ và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Theo thông báo của Bộ Y tế Campuchia, tính đến ngày 17 tháng 12, đã có hơn 14,2 triệu người đã được tiêm vaccine phòng Covid-19, tương đương 88,9% dân số cả nước. Trong đó có hơn 3 triệu người đã được tiêm mũi tăng cường thứ 3. Thông tin thứ 3, bắt tổng giám đốc công ty bán kit test nhanh Covid-19 cho 62 tỉnh thành, thu gần 4.000 tỷ đồng. Cụ thể, Bộ Công an khởi tố bắt giam ông Phan Quốc Việt, tổng giám đốc công ty cổ phần công nghệ Việt Á, để điều tra những sai phạm trong việc nâng khống giá kit test nhanh Covid-19. Tối ngày 18 tháng 12, trao đổi với phóng viên, Trung tướng Tô Ân Sô, chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an, cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đang tổ chức đấu tranh chuyên án với đường dây vi phạm pháp luật trong việc sản xuất, kinh doanh bộ trang thiết bị kit test nhanh Covid-19 xảy ra tại công ty cổ phần công nghệ Việt Á và các đơn vị địa phương có liên quan. C03 cũng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Quốc Việt, người sáng lập, đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố các bị can Vũ Đình Hiệp, phó tổng giám đốc, Hồ Thị Thanh Thảo, thủ quỹ công ty, Phan Tôn Noel Thảo, trợ lý tài chính công ty Việt Á, Trần Thị Hồng, nhân viên kinh doanh của công ty. Liên quan đến vụ án, các bị can Phạm Duy Tuyến, giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Hải Dương và Nguyễn Mạnh Cường, nguyên kế toán trưởng CDC Hải Dương cũng bị khởi tố. Các bị can này bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 222 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017. Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, tháng 4 năm 2020, công ty Việt Á được Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành cho sản phẩm kit xét nghiệm Covid-19. Đến nay, công ty Việt Á đã cung ứng kit xét nghiệm cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh thành phố trên cả nước, với doanh thu khoảng gần 4.000 tỷ đồng. Theo kết quả điều tra ban đầu, Phan Quốc Việt và các đối tượng là lãnh đạo chủ chốt của công ty Việt Á khai nhận quá trình kinh doanh và tiêu thụ kit xét nghiệm Covid-19 do công ty sản xuất, lợi dụng tính cấp bách về nhu cầu test Covid-19 của các địa phương trên cả nước
Sản phẩm này thuộc danh mục được áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn, nên Phan Quốc Việt đã chủ động cung ứng thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế trước cho các bệnh viện, CDC các tỉnh, thành phố sử dụng. Sau đó, Việt thông đồng với lãnh đạo các đơn vị này hợp thức hồ sơ chỉ định thầu bằng cách sử dụng các pháp nhân trong hệ thống, lập hồ sơ chào hàng sản phẩm, xác nhận khống các báo giá cao hơn nhiều so với giá thành sản xuất, đồng thời để được giao cung ứng trước các thiết bị vật tư y tế tiêu thụ với số lượng lớn, Thanh quyết toán theo giá do công ty Việt Á đề nghị. Phan Quốc Việt còn thỏa thuận thống nhất chi cho cán bộ lãnh đạo các đơn vị mua hàng với số tiền rất lớn để thu lợi nhuận bất chính, chi tiền ngoài hợp đồng. Phan Quốc Việt và các đối tượng của công ty Việt Á đã nâng khống giá trị thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào, đưa vào thuyết minh cơ cấu giá xác định giá bán là 470.000 đồng một kit, thỏa thuận và chi tiền phần trăm hợp đồng cho lãnh đạo bệnh viện, CDC các tỉnh, thành phố trong quá trình cung cấp sản phẩm. Đến nay, bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ sai phạm trong việc công ty Việt Á bán kit xét nghiệm COVID-19 cho CDC Hải Dương thông qua 5 hợp đồng với tổng giá trị 151 tỷ đồng. Bị can Phan Quốc Việt đã chi phần trăm ngoài hợp đồng cho Phạm Duy Tiến, giám đốc CDC Hải Dương với số tiền gần 30 tỷ đồng. Do đó, ngày 17 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 7 bị can trên. Thông tin thứ tư, phát hiện 14.816 người thuộc nhóm nguy cơ nhưng chưa tiêm vaccine ở thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, theo báo Thanh Niên, sau 10 ngày đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 349.126 người thuộc nhóm nguy cơ đối với dịch bệnh COVID-19. Trong đó, 169.066 người trên 65 tuổi có kèm bệnh nền. Có 80.611 người được test nhanh tầm soát, phát hiện 640 người dương tính với COVID-19. Đáng nói, các đơn vị chức năng phát hiện 14.816 người thuộc nhóm nguy cơ nhưng chưa tiêm vaccine phòng COVID-19, chiếm tỷ lệ 4%. Các trung tâm y tế quận, huyện và thành phố Thủ Đức đang khẩn trương thuyết phục và triển khai tiêm vaccine ngay cho những người này. Nếu người thuộc nhóm nguy cơ gặp khó khăn trong việc đi lại, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 quận, huyện sẽ triển khai các đội tiêm đến tận nhà. Theo báo giới, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu trung tâm y tế các quận, huyện khẩn trương gửi danh sách người thuộc nhóm nguy cơ trên địa bàn đến mạng lưới thầy thuốc đồng hành để được các bác sĩ tình nguyện thăm hỏi và chăm sóc sức khỏe tận nhà. Thông tin thứ năm, Bộ Y tế đề nghị dừng các hoạt động tập trung đông người dịp Tết Nguyên Đán. Cụ thể, Bộ Y tế đề nghị xem xét dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, các hoạt động vui chơi, lễ hội, tôn giáo tại các địa phương có nguy cơ bùng phát dịch trong thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán. Bộ Y tế vừa có công văn gửi Văn phòng Chính phủ báo cáo những nội dung về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán. Trong công văn, Bộ Y tế nêu rõ hiện nay nhiều địa phương vẫn ghi nhận số ca mắc COVID-19 hàng ngày trong cộng đồng, đặc biệt là tại các địa phương có mật độ dân cư cao, giao thương lớn, đi lại lớn. Ngoài ra, biến thể Omicron đang lan truyền nhanh, diễn biến phức tạp, khó lường tại nhiều quốc gia trên thế giới và trong khu vực. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế đề nghị xem xét dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, các hoạt động vui chơi, lễ hội, tôn giáo tại các địa phương có nguy cơ bùng phát dịch trong thời gian nghỉ Tết âm lịch. Việc sinh hoạt, đi lại, giao thương của người dân trong thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán tuyệt đối tuân thủ đúng và đầy đủ nguyên tắc 5K của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19. Các địa phương căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 thực hiện đánh giá, cập nhật cấp độ dịch trên cổng thông tin điện tử của địa phương và Bộ Y tế để có các biện pháp tăng cường đối với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Trên đây là một số thông tin về tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 và một số thông tin khác. Nội dung trong video chỉ mang tính chất tham khảo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu thấy nội dung này hay, hãy bấm like và subscribe xem thêm nhiều video hay hơn nữa.